Ngài kính chào tất cả quý tôi con yêu dấu của Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi một lần nữa đến thờ phượng Chúa với quý hội thánh cũng như học hỏi lời của Ngài. Như tôi thường chia sẻ, hội thánh ở đây đối với chúng tôi có những tình cảm rất là khăng khít và rất là thân thương. Và mỗi khi trở lại thờ phượng Chúa với quý hội thánh, chúng tôi cảm thấy giống như mình trở về nhà. Chúng ta đến với Chúa một lần nữa. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài quá lớn trên chúng con. Chẳng những Chúa đến để chết thay cho chúng con, để được chúng con được giải thoát khỏi quyền lực của Satan, của tội lỗi, của tối tăm, để trở nên con cái của Đức Chúa Trời sáng láng. Chúng con được dự phần vào công việc nhà của Ngài. Và Chúa trước khi về trời, Chúa cũng nhắc chúng con rằng Chúa đi là để sắm sẵn cho chúng con một chỗ. Và khi Chúa đã làm xong, Chúa sẽ trở lại tiếp rước chúng con. Và đó là điều mà chúng con cậy ơn Chúa cùng ôn lại buổi chiều hôm nay. Vì Chúa dùng lời này để khích lệ mỗi người chúng con, để chúng con vững lòng tin nơi Chúa trong giai đoạn này. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy phán và chúng con đang lắng nghe trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Năm 2017 thì đài SBS họ thực hiện một chương trình truyền hình thực tế và có nhiều season, và trong đó có cái tên là Filthy Rich and Homeless, và tạm dịch là giàu có vô gia cư hơi dơ bẩn. Và trong cái chương trình này đó thì mỗi một cái mùa đó thì có 5 người, và 5 người tham gia vào chương trình này là 5 người giàu có thành công ở trong xã hội rất là nổi tiếng. Và họ bằng lòng bỏ hết tất cả mọi sự, nhà cửa, xe cộ, mobile phone, tiền bạc, credit card, tất cả. Và họ được phát cho một cái bị và quậy mặc những bộ đồ giống như những người homeless để đi vào đường phố Sydney và sống với những người homeless, tức là những người vô gia cư, những người không nhà, để hiểu được cái tình cảnh của những người đó. Quý bạn chị em có thể không thể ngờ được rằng ở nước Úc giàu có này mà có đến 165.000 người vô gia cư, những người không nhà. Cho nên quý bạn chị em và tôi, những ai đang có nhà thì chúng ta cảm ơn Chúa đi về điều đó. Và trong cái mùa 3 vừa rồi thì gồm có bác sĩ tâm lý Andrew Rockford, phó thị trưởng của thành phố Melbourne, ông Aaron Wood, có một cô người Việt chủ nhà hàng đó là chị Pauline Nguyễn, diễn viên hài Karen Lyon và người mẫu Ellie Goldschlepp. Tôi có theo dõi một vài tập, và hầu như là tất cả mọi người khi tham gia ngay cái đêm đầu tiên mà bước ra đường phố Sydney mà ngủ ở trên lề đường chung với những người homeless, nhất là mùa đông này đó, mà nhất là những người trẻ trẻ đó, thì ngay đầu tiên, đêm đầu tiên là đã khóc ròng và nói rằng I want to go home, muốn trở về nhà. Và có những người rất là cứng rắn, nhưng mà sau đó từng hồi từng lúc thì họ trông cho hết cái season đó 10 ngày hay là 2 tuần gì đó, thử thách đó, để mà họ được trở về nhà. Nhà hay là home trong tiếng Anh là một trong những chữ đẹp nhất mà quý ông bà, anh chị em và tôi có thể tìm thấy. Mục sư tiến sĩ Golden Moyes của Sydney Wesley Mission, ông nói như thế này: nếu tôi phải chọn một chữ đẹp nhất thì tôi sẽ chọn chữ nhà, trong tiếng Anh là home. Và chữ nhà có nghĩa là yêu thương, chấp nhận, an toàn, ấm cúng và dịu dàng. Nhà đối với người Việt chúng ta ý nghĩa càng phong phú hơn. Khi nói đến nhà là chúng ta nói đến những gì thân thương, gần gũi, thuộc quyền sở hữu của mình hay là trong tầm tay của mình. Đối với đất nước thì chúng ta gọi là nước nhà. Đối với quê hương thì chúng ta gọi là quê nhà. Sắm được chiếc xe thì chúng ta khoe là hôm nay mình đi xe nhà. Sắm được chiếc tàu thì chúng ta gọi là tàu nhà. Những đồ vật mà chúng ta sắm được gọi là đồ nhà. Vì lẽ đó cho nên cũng có những trường hợp mà khi mà hết tiền thất nghiệp đó thì sanh ra cái nghề chà đồ nhôm, tức là chôm đồ nhà.
Tôi nghĩ cái chỗ độc đáo nhất trong ngôn ngữ tiếng Việt của mình là khi vợ chồng gọi nhau bằng nhà. Nhà tôi. Không có ngôn ngữ nào có cái từ như vậy. Có người đã gặp khó khăn khi dịch cái chữ nhà tôi sang tiếng Anh. Cho nên cũng có những trường hợp dở khóc dở cười là một ông Việt Nam khi mới đến Úc để gặp người Úc là trân trọng giới thiệu this is, chỉ bà vợ xinh đẹp của mình nói rằng this is my home. Đây là nhà tôi. Nhưng mà nó rất là lý thú. Và bởi vì cái anh này không có phân biệt được nhà có tốc và nhà có nóc. Cho nên chúng ta thấy cái chữ nhà không phải chỉ đơn giản chỉ về một căn nhà, mà nó còn là một mái nhà nữa. Và khi nói đến mái nhà là chúng ta muốn ám chỉ đến những gì cao trọng, ấm cúng hơn là một ngôi nhà bằng vật chất. Cho nên nhà là điều gì đó mà bên trong trái tim của mỗi người đều có một sự khao khát. Những ai trong chúng ta nếu có một thời kỳ nào đó lúc tuổi trẻ mà không có nhà thì chúng ta cảm thấy nó đau thương như thế nào? Mái nhà ấm cúng là quyền của tất cả mọi người đều được có, nhưng không phải ai cũng có được. Mới sáng nay tôi được trên Facebook có một người gửi cho tôi một cái hình của một cô gái trẻ đi trên cầu Nhật Tân ở Hà Nội bắc qua sông Hồng. Và cô này ẵm đứa bé khoảng 2 tuổi và đi trên cầu và chuẩn bị nhảy cầu tự tử cùng với đứa con mình. Thì có một bác tài lái xe và thấy rồi cho nên ngừng lại và khuyên ngăn và giải cứu được. Và cô này lý do mà cô muốn nhảy cầu tự tử bởi vì không có nhà để trở về. Và người tài xế này cũng đã bằng lòng đem cô và con về ở với mẹ của mình. Cho nên nhà rất quan trọng đối với người Việt chúng ta. Vì vậy tôi tin rằng khi chúng ta đến Úc này thì một trong những cái mục tiêu đầu tiên của mình, nỗ lực đầu tiên của mình đó là mua nhà. Không biết ở đây trong quý bạn chị em bao nhiêu người có nhà rồi? Khiêm nhường quá vậy, vậy là ai cũng có hết. Ai còn đang thiếu nợ tiền nhà? Chỉ có tài còn thiếu, còn hơn nhiêu là trả hết rồi phải không? Vì lẽ đó cho nên chúng ta nỗ lực, chúng ta bắt đầu cài. Cài ngày không đủ, tranh thủ cài đêm, rồi có khi cài thêm Chủ nhật để trả tiền nhà. Do đối với người Việt, chuyện có ngôi nhà hay là căn nhà riêng là một trong những mục tiêu đầu tiên của mình. Và chúng ta thấy cái điều này nó cũng được phản ảnh qua việc câu nói là sống có cái nhà và chết có cái mồ. Nhưng mà những ai có điều kiện đó thì không phải chết có cái mồ thôi mà chết có cái nhà mồ. Tức là nhà sống chết nó rất là điều quan trọng. Vì lẽ đó cho nên có một số người ngoại đó họ đốt, khi mà họ cúng đó họ đốt đô la, đốt xe hơi và họ đốt luôn nhà nữa, biệt thự đó, để cho thân nhân ở dưới cái hồ lửa ở dưới đó có nhà để ở. Mà nếu mà họ biết là ở dưới đó là hồ lửa mà họ đốt cái nhà bằng giấy xuống dưới đó thì nó càng thêm nữa. Cho nên nhà rất là quan trọng đối với chúng ta nói chung. Nếu chúng ta quá quan tâm nhiều đến nhà trong phương diện vật chất và tinh thần thì tại sao chúng ta không quan tâm đến việc nhà thuộc linh của mình, cho linh hồn của mình? Quý bạn chị em có biết rằng người tin Chúa có một ngôi nhà ở trên thiên đàng không? Đây là lời Chúa nói. Người không biết Chúa họ ít có nghĩ đến cái khía cạnh này. Họ chỉ nghĩ đến nhà ở thế gian này mà thôi. Nhưng mà người tin Chúa, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng quý bạn chị em và tôi có một ngôi nhà ở trên thiên đàng. Tôi mời quý bạn chị em mở trở lại ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 từ câu 1 đến câu 7 mà chúng ta vừa nghe cô Diễm đọc, để chúng ta phân đoạn quen thuộc này để chúng ta thấy điều Chúa Giêsu hứa với chúng ta ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Có điều trước khi tôi đi tiếp thì bản cũ chúng ta đó, Chúa dịch rằng Chúa nói rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Cái chữ chỗ ở đó thì nó tiếng Việt mình nó rất là nhẹ. Cái chòi cũng có thể làm chỗ ở được. Nhưng mà trong tiếng Anh đó là mansions. Và ai hiểu tiếng Anh đó thì biết cái chữ cái mansion là cái gì.
dinh thự, biệt thự. Cho nên Chúa nói rằng trong nhà cha ta có nhiều biệt thự. Và ta đi, ta sắm sẵn một cái dinh thự cho các con. Và khi sắm xong rồi, Chúa sẽ trở lại và tiếp đón chúng con, chúng ta. Và mở đầu đó thì Chúa nói rằng lòng các con chớ hề bối rối. Bởi vì đến giai đoạn phải chia tay với thầy của mình thì các môn đồ bối rối. Cho nên bối rối, bất an, bất định là trạng thái chung của nhân loại từ khi con người phạm tội xa cách Đức Chúa Trời. Và như chúng ta biết hơn lúc nào hết, đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt hẳn, rồi đến chiến tranh của Ukraine và nó ảnh hưởng cả thế giới. Rồi bây giờ người ta đang lo đến cái đại dịch bệnh gì đó, dịch hạch khỉ hay gì đó nữa. Rồi ông Tổng thống Biden, ông nói phải chuẩn bị để vì có một cái cơn đại dịch khác nó sắp đến, tôi không biết là đại dịch gì. Và trong cái hoàn cảnh như thế này thì giàu đầy vật chất, khoa học tiến bộ, hầu như những gì con người cần đều có thể cung cấp được. Nhưng không làm cho con người mất đi sự bối rối ở trong lòng. Và sống giữa tình trạng xã hội như vậy thì ngay cả quý bạn chị em và tôi là con cái của Chúa, chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Và lắm khi chúng ta cũng bị bối rối. Các môn đệ của Chúa Giêsu khi xưa cũng vậy. Họ từng ở trong tâm trạng này. Và khi họ nghe tiếng gọi của Chúa thì họ bằng lòng bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa. Và đời sống của họ thật là sung mãn, thật là phước hạnh. Họ cùng đi với Chúa, cùng ăn với Chúa, cùng ngủ với Chúa, nhìn thấy những phép lạ Chúa làm, nghe những lời Chúa giảng. Và nếu đói thì Chúa quá bánh cho ăn. Nếu bệnh khỏi cần Medicare, bác sĩ, Chúa chữa bệnh. Và họ thấy rất là sung sướng. Nhưng mà rồi bây giờ Chúa nói rằng Chúa sắp về trời. Chúa sắp rời khỏi họ. Và Chúa không có nói, mà chẳng những Chúa nói Chúa trở về trời, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa sẽ bị bắt, bị đóng đinh, rồi chết. Và khi đối diện với sự chia lìa như vậy, họ rất là bối rối. Và trước tình cảnh đó họ rất là bối rối. Mà nếu quý bạn chị em và tôi đặt mình ở trong hoàn cảnh mà những người, chúng ta có những người thân qua đời, thì chúng ta cũng không khỏi bối rối, mặc dầu chúng ta biết rằng người thân của chúng ta về với Chúa. Cho nên Chúa trấn ngài họ, Chúa nói rằng lòng các ngươi, các con đừng bối rối. Lời phán đó dành cho các môn đệ khi xưa cũng như tất cả quý bạn chị em và tôi ngày hôm nay. Tại sao Chúa Giêsu bảo các môn đồ của ngài nói riêng và những người tin ngài nói chung là đừng bối rối? Có ba lý do ở trong phân đoạn kinh thánh này mà tôi muốn cùng quý bạn chị em suy gẫm. Thứ nhất là Chúa nói rằng hãy tin cậy Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu biết chúng ta lo lắng về sự chết và rất yếu đuối khi nghĩ đến lĩnh vực này. Cho nên ngài nhanh chóng bảo đảm với chúng ta rằng lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, có nhiều biệt thự. Mai mốt mình đọc chỗ này mình sửa lại nó đúng như nguyên bản. Và có nhiều biệt thự. Nếu không thì ta... Thì sao ta lại nói các con, ta đi chuẩn bị cho các con một dinh thự và khi xong thì cha ta sẽ trở lại. Khi chúng ta đối diện với sự chết, chúng ta vẫn cần sự bảo đảm ấy. Chúa Giêsu bắt đầu ngay tại cái chỗ lo sợ bối rối của chúng ta. Lòng các con đừng bối rối. Mà ngay sau đó, Ngài ban cho chúng ta một phương thuốc để chữa lành là đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Đức Chúa Trời là câu trả lời cho mọi khó khăn, bối rối, lo sợ và nghịch cảnh. Tin cậy Đức Chúa Trời là câu trả lời mà khi quý vị gặp sự sợ hãi. Tin cậy Đức Chúa Trời là câu trả lời khi quý vị lo lắng. Và rồi Chúa nói tiếp rằng ta đi là chuẩn bị cho các con một chỗ hay là một mái nhà, một dinh thự. Ngài đã đi trước, Ngài đã chuẩn bị một chỗ, một mái nhà cho chúng ta. Và hãy tin Ngài, Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta đi với nhà. Chúa muốn nói rằng các con hãy tin ta, ta biết những gì ta đang làm và ta hứa chắc với các con điều đó. Dù Chúa Giêsu đã xa cách họ về phần vật lý, nhưng Ngài vẫn ở kề cận bên họ, bên trong họ. Nếu Chúa Giêsu tiếp tục ở với họ thì Ngài chỉ ở với họ tại một số thời điểm, một số
một không gian, một thời gian và trên phương diện vật lý mà thôi. Nhưng mà khi Chúa về trời rồi thì Chúa nói rằng Ngài vẫn ở với chúng ta và Thánh Linh đến ở với chúng ta. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng anh em há chẳng biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của ba ngôi Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao? Thưa quý mạnh em, những câu này rất là quen thuộc, nhưng hãy suy gẫm lại chúng ta thấy nó phước vô cùng. Không có một tín hữu của tôn giáo nào mà giáo chủ nói rằng thân thể các con là đền thờ của ta ở trong các con. Nhưng mà Chúa Thánh Linh ba ngôi Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Mà như tôi nói, nếu Đức Chúa Giêsu tiếp tục ở với họ thì Chúa chỉ ở kề họ, gần họ. Nhưng mà bây giờ Chúa ở trong họ, và điều đó là một điều phước hạnh cho những người tin Ngài. Cho nên điều cần thiết của các môn đệ lúc này là tin Chúa, tin cậy Ngài. Sở dĩ các môn đồ lâm vào hoàn cảnh bối rối vì họ không hoàn toàn tin cậy Chúa. Họ không chắc điều Chúa Giêsu đang làm nó có thật sự là điều đúng hay không. Chúng ta nhớ trước đó, khi Chúa Giêsu tiết lộ cho họ biết là chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài phải bị bắt, bị đóng đinh trên thập tự giá, bị chôn, nhưng đến ngày thứ ba sống lại, thì Phi-e-rơ đã làm gì? Phi-e-rơ can, Đức Chúa Trời nào nở vậy? Phi-e-rơ muốn nói rằng đó chắc chắn không phải là chương trình của Đức Chúa Trời. Kế hoạch đó dường như không hợp, thích hợp cho lắm, cho nên tôi nghĩ Thầy nên đổi kế hoạch. Các môn đồ không thật sự tin cậy Chúa Giêsu, cho nên họ bị bối rối. Và đó cũng là tâm trạng của nhiều con cái Chúa ngày nay. Đức tin suy sụp sẽ khiến cho lòng bối rối. Nhiều lúc chúng ta ở trong những hoàn cảnh bị cám dỗ, bị thử thách, bị khổ sở, bị thất bại, và khiến đức tin của chúng ta bị lung lay và lòng chúng ta sẽ trở nên bối rối. Cho nên Chúa nói là hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Chúa biết rõ hoàn cảnh của từng con cái Ngài. Chúa biết rõ những gì quý ông bà, anh chị em và tôi đã và đang và sẽ trải qua. Chúa biết rõ những nỗi khổ của chúng ta và những gì chúng ta chịu. Nhưng trên hết mọi sự, Ngài biết những gì Ngài đang làm. Cho nên hãy tin Đức Chúa Trời. Ngài không hề sai lầm trong chương trình của Ngài, trong đường lối của Ngài. Hãy tin Chúa. Tin cậy Chúa, chúng ta sẽ không còn bối rối nữa. Quý ông bà, anh chị em biết cái người đau khổ nhất khi hoàn cảnh xảy ra giống như đại dịch Covid-19 hai năm qua là ai không? Hay là ở tại chiến tranh Ukraine lại không? Là những người không tin Chúa. Và khi lâm vào hoàn cảnh đó là họ là những con người khổ sở nhất. Cho nên Chúa nói rằng hãy tin cậy Chúa. Trong nhà cha ta có nhiều biệt thự. Đừng lo, Chúa đi đã sẵn sàng cho chúng ta. Thứ hai, rồi tất cả chúng ta đều sẽ trở về nhà. Đó là lý do thứ hai mà Chúa muốn con cái của Chúa không có bối rối. Nói cách khác, cuối cùng rồi tất cả chúng ta rồi sẽ lên thiên đàng. Dù bất cứ điều gì xảy ra cho quý ông bà anh chị em, dù bất cứ điều gì xảy ra ở trên thế giới này, dù bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta đang gặp, nhưng cuối cùng rồi thì quý ông bà anh chị em và tôi cũng sẽ trở về nhà trên thiên đàng. Sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Và đây là một sự an ủi lớn cho người theo Chúa. Trước đây trong một chuyến tàu đi từ Âu Châu sang New York, hồi đó chưa có máy bay cho nên người ta đi tàu. Và chuyến tàu đang đi ở giữa biển thì gặp một cái trận bão to, gió lớn. Và mọi người đang rất là lo sợ. Và thủy thủ đoàn họ chạy đi từng phòng, họ gõ cửa cho hành khách và bảo phải chuẩn bị, phải mặc áo phao vân vân. Thì đang khi đó mọi người rất là lo lắng giữa cái cơn giông tố như vậy. Thì một người thủy thủ đi ngang căn phòng và thấy một bà cụ ngồi đó, bà cứ tỉnh bơ và ngồi để đan áo, không một sự lo lắng. Thì người này tưởng rằng bà không biết chuyện gì sắp xảy ra, đang xảy ra. Cho nên thủy thủ gõ cửa và nói, bà ơi, bà có biết là tàu chúng ta sắp chìm không? Mọi người đang lo. Mà tại sao bà không lo gì hết? Thì bà mới nói rằng, cậu ơi, tôi có hai đứa con gái. Một đứa ở New York. Và tôi đang đi đến New York để thăm đứa con gái của tôi. Và một đứa đã về trở về nhà trên thiên đàng rồi. Nếu tàu không chìm thì tôi gặp đứa con gái ở New York. Nếu tàu chìm tôi gặp đứa con gái ở thiên đàng. Tại sao phải lo? Và đó là niềm tin của một người tin nhận Chúa.
thường thì ít có người biết rõ mình sẽ đi đâu sau sự chết giống như bà cụ này. Ít ai biết điều gì xảy ra sau khi thở hơi cuối cùng và hồn lìa khỏi xác. Nếu quý mạnh cho em hỏi các tín đồ khác thì họ cũng sẽ không có câu trả lời chắc chắn cho quý mạnh cho em. Có một lần kia thì có một môn đệ đến hỏi Đức Khổng Tử: thưa thầy, sau khi chết rồi có điều gì xảy ra bên thế giới ấy? Đức Khổng Tử nói rằng sống còn chưa biết hết những việc ở trên thế gian, nói chi đến thế giới sau sự chết. Tuy nhiên, là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa, chúng ta biết rõ mình đi đâu sau khi mình lìa khỏi thân xác này. Lời của Chúa nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta có sự sống, chúng ta nhận được sự sống đời đời. Chỗ khác thì nói rằng ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn hạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Người đã thật sự tin nhận Chúa thì không lo lắng gì trước những khó khăn của thế giới hay là ngay cả sự chết, bởi vì chúng ta có sự sống đời đời. Ngay trong phân đoạn Kinh Thánh này thì Chúa cũng đã nói rằng ta đi và chuẩn bị cho các con một chỗ. Mỗi khi dịch tới đây thì tôi cũng muốn cứ đổi là chuẩn bị cho các con một biệt thự, cái mansion, nó đúng nghĩa như lời của Chúa. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ qua đời, từ người nghèo khổ homeless cho đến vị tỷ phú, từ người dốt nát cho đến khoa học gia, từ tổng thống, từ vua, thủ tướng cho đến dân thường, tất cả đều sẽ chết. Nhưng chết đi về đâu, đó là quyền chọn lựa và quyết định của mỗi một cá nhân đang khi còn sống trên thế gian này. Riêng đối với những người tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì chúng ta đang có một ngôi nhà, mỗi người chúng ta có một biệt thự ở trên thiên đàng, có một mansion, một biệt thự ở trên thiên đàng. Chúa đang sắm sẵn cho chúng ta. Cho nên dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào mà quý bạn cho em đang đối diện, thì đừng bối rối, bởi vì biết rằng rồi ra cuối cùng thì mình cũng sẽ về thiên đàng và mình sẽ ở biệt thự của mình ở trên đó. Trước đây có ở Việt Nam có ông mục sư người sắc tộc, và tôi nghĩ rằng ông bà Úc ở đây hay những người lớn tuổi biết là mục sư Hà Sáu A, và ông đi trong rừng và sau đó ông bị chết. Và ông bị chết mấy ngày đó, tôi không nhớ rõ, nhưng mà sau đó là Chúa ông được sống lại. Và ông đi làm, ông làm chứng là ông được Chúa đem lên thiên đàng. Và ông cũng có dịp sau đó được dịp ra thăm viếng và tòa Bạch Ốc của Mỹ. Và một người sắc tộc ở trong rừng bây giờ được qua Mỹ thăm viếng, đi vào tòa Bạch Ốc và thấy cái nào cũng hoành tráng, cũng lớn lao, và người ta giới thiệu này kia thấy ông tỉnh bơ à. Hỏi ông, ủa ông không ngạc nhiên trước sự hoành tráng của tòa Bạch Ốc sao? Ông nói nó hơi hoành tráng mà nó không bằng cái nhà của tôi. Ông ở trong rừng mà nhà ông sao mà. Ông mới kể rằng khi ông ngất xỉu như vậy đó, tạm chết đó, thì Chúa đem ông lên thiên đàng và ông thấy được cái quang cảnh của thiên đàng, thấy được cái chỗ mà Chúa đang sắm sửa, thì cái tòa Bạch Ốc này là nothing. Cho nên quý mạng anh chị em và tôi, mỗi người có một cái chỗ như vậy trên thiên đàng, đừng bồi rồi. Cuối cùng, dầu gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ trở về đó. Và điểm cuối cùng đó là Chúa Giêsu nói rằng Chúa sẽ trở lại. Lý do thứ ba khiến chúng ta không bối rối là vì Chúa Giêsu sẽ trở lại, và ngày đó quá gần rồi. Chính Chúa Giêsu đã xác định rằng khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con thì ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Chúng ta biết Chúa Giêsu thăng thiên trước sự chứng kiến của các môn đệ. Họ vẫn tiếp tục đứng ngóng lên trên trời khi mà Chúa thăng thiên và đám mây đã tiếp Chúa và khuất đi. Thì một thiên sứ đã hiện ra và nói với họ rằng: hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.
Trong Kinh Thánh có hàng trăm lời tiên tri về sự trở lại của Chúa Giê-xu và đang ứng nghiệm từng chi tiết một. Tôi ước mong có cơ hội, có dịp để nêu lên tất cả những lời tiên tri được ứng nghiệm đó, để quý bạn cho em thấy rằng việc Chúa trở lại là rất là cận kề. Ngày ấy quá gần với chúng ta, và Chúa hứa rằng Chúa sẽ trở lại thì Chúa sẽ trở lại. Ngày ấy có thể đến bất cứ lúc nào. Có thể vài năm nữa, có thể vài tháng nữa, có thể vài tuần nữa, có thể vài ngày nữa, và có thể ngay thời điểm mà chúng ta thờ phượng Chúa đây, và Chúa trở lại để đem chúng ta trở về nhà với Ngài. Chúng ta có sự chuẩn bị gì cho điều đó? Tiên tri A-ma-mốt đã nói rằng, khác sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Quý vị có sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời chưa? Vì Chúa Giê-xu đã trở lại và Ngài ấy gần rồi. Ngày chúng ta được trở về nhà đã gần, nên không có điều gì khiến cho chúng ta có thể bị bối rối cả. Đang khi Chúa Giê-xu nói về nơi Ngài sẽ đi và đường đi tới đó cho các môn đệ, thì sứ đồ Thô-ma đã nói rằng: Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu thì làm sao biết đường được? Ý Thô-ma muốn nói rằng làm sao chúng con biết chắc điều đó, thì Chúa Giê-xu nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đây là một chân lý đời đời bất diệt. Không một giáo chủ nào dám tuyên bố rằng ta là đường đi, ta là chân lý, ta là sự sống ngoài Chúa Giê-xu. Bởi vì họ là những người thành thật. Họ thành thật với mọi người và họ thành thật với chính mình về khía cạnh này. Họ không phải là đường đi, họ không phải là chân lý, họ không phải là sự sống, họ chỉ là cái người chỉ đường thôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu tuyên bố bởi vì Ngài chính là đường đi, chân lý và sự sống. Tôi đọc câu chuyện có ngày kia thì Đức Phật Thích Ca trong đêm trăng sáng thì chỉ các môn đệ rằng các ngươi thấy gì đó không? Đó là trăng. Do đâu các ngươi thấy trăng? Và do tay của Thầy chỉ. Thì Đức Phật mới nói rằng cũng vậy. Ta không phải là chân lý mà ta chỉ cho các ngươi chân lý. Muốn đến với Đức Chúa Trời, muốn trở về nhà trên thiên đàng thì chỉ có một con đường duy nhất mà thôi, đó là Chúa cụ thể Giê-xu. Do Kinh Thánh đã nói rất là rõ về điều này, không bởi Chúa Giê-xu nói là không bởi ta thì không ai có thể đến cùng Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nhiều lần xác định về điều này. Trong Ti-mô-thê thì sứ đồ Phao-lô nói rằng vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa cụ thể Giê-xu là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc nhiều người. Và đó chính là lẽ thật, và đó chính là chân lý, và đó là con đường dẫn đến sự cứu rỗi đời đời cho linh hồn quý bạn chị em và tôi. Cho nên nếu ai chưa đến với Chúa Giê-xu thì tôi tha thiết mà gọi hãy đến với Chúa Giê-xu để được tha thứ tội lỗi của mình, để kinh nghiệm được sự tha thứ, được phước hạnh ở trong Chúa, và để trở nên những người ở trong danh sách mà Chúa đang chuẩn bị một ngôi nhà trên thiên đàng cho mình. Chúa Giê-xu nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ. Và Chúa nói rằng kẻ đến cùng ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Lòng chúng ta sẽ không còn đau buồn, bối rối trước những bất an của thế giới xung quanh, bởi vì rồi ra chúng ta sẽ trở về nhà. Và chúng ta có được một dinh thự ở trong nhà của Đức Chúa Trời, như lời Chúa cụ thể Giê-xu đã hứa. Không biết có ai xem cái phim này không? We Were Soldiers. Trước đây thì do tài tử nổi tiếng của Úc là Mel Gibson, ông là đạo diễn và ông đóng vai chính. Và tài tử đơn dương của Việt Nam cũng thủ một vai. Và cái chuyện phim kể lại cái trận đánh đầu tiên giữa quân lực Mỹ và bộ đội Bắc Việt, đại Gia Răng. Quân Mỹ thì do Trung tá Helen Moore chỉ huy, và phía bộ đội Việt Nam thì do Thiếu tá Nguyễn Hữu An điều động. Và tài tử đơn dương thì đóng vai Thiếu tá An, còn Mel Gibson thì đóng vai Trung tá Moore. Và câu nói nổi tiếng nhất ở trong phim là câu của Trung tá Moore nói với các quân nhân thuộc cấp của mình như thế này:
Tôi không bảo đảm tất cả anh em trở về nhà bình an, nhưng tôi hứa rằng tất cả chúng ta đều sẽ trở về nhà. Và chúng ta Mô-a đã giữ lời hứa đó. Khi trận đánh đến lúc quyết liệt và bộ đội Bắc Việt sắp giáng một đoàn chí tử cuối cùng vào quân Mỹ, thì cấp chỉ huy đã ra lệnh cho chúng ta Mô-a phải rút lui và cho trực thăng đến để bốc quân nhân còn lại về. Nhưng mà chúng ta Mô-a đã từ chối, bởi vì còn một số quân nhân đang bị mất tích. Và cuối cùng thì ông cũng đã tìm được họ, và tất cả đều đã được trở về nhà, dầu là một cái xác, nhưng cũng được trở về nhà. Nhưng thưa quý bạn chị em, thế gian này không phải là nhà của chúng ta như bài chúng ta thường hát, trần thế chẳng phải quê tôi. Thế gian này đúng là một bãi chiến trường của chúng ta mà thôi. Rồi thì tất cả mọi người chúng ta là những người thật sự tin nhận Chúa của Thế Giê-xu và kính sợ Ngài đều sẽ trở về nhà. Không phải trong một xác chết như lính Mỹ ở dưới quyền chỉ huy của chúng ta Mô-a, nhưng ở trong sự sống đời đời đầy vinh hiển. Các anh hùng đức tin ở trong Hebrew họ cũng đã có đồng một niềm tin quyết này. Và Kinh Thánh ghi rằng họ xưng mình là những kiều dân và lữ khách trên đất, nhưng bây giờ họ mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, tức là quê hương trên trời. Vì thế Đức Chúa Trời không hổ thẹn xưng Ngài là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đang chuẩn bị cho họ một thành. Chúa đang chuẩn bị một thành cho những người đặt đức tin nơi Ngài. Chúa đang chuẩn bị một dinh thự, một biệt thự, một mansion, một chỗ ở cho tất cả quý ông bà anh chị em và tôi. Quý ông bà anh chị em muốn xem trước cái quang cảnh của cái nhà mình trên thiên đàng nó sẽ như thế nào không? Muốn không? Ok. Không phải tôi nói nhưng mà Kinh Thánh nói: tường thành xây bằng bích ngọc, còn thành thì bằng vàng rồng, trông như thủy tinh. Các nền của tường thành được trang trí bằng loại đá quý, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng ngọc lam bổ, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, nền thứ năm bằng ngọc hồng mã não, nền thứ sáu bằng hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín ngọc hồng bích, nền thứ 10 bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng ngọc hồng bửu, và nền thứ 12 bằng ngọc tử bửu. Bao nhiêu người quý bạn cho em có một trong những loại ngọc này? 12 cửa làm bằng 12 viên ngọc trai, mỗi cửa là một viên ngọc nguyên khối, đường trong thành bằng vàng rồng, trông như thủy tinh. Đó là cái chỗ mà chúng ta sẽ về đó. Và Kinh Thánh nói trước cho chúng ta như vậy. Khi tôi nhìn lên bầu trời ban đêm, và nếu quý bạn chị em buổi tối nào đó và quý bạn chị em bước ra ngoài và nhìn lên bầu trời, quý bạn chị em sẽ thấy cái hùng vĩ, cái đẹp đẽ của vũ trụ. Và một người nói rằng đó chính là cái sân trước của nhà mình đó. Sân trước của nhà mình mà nó đẹp như vậy đó thì biết căn nhà nó sẽ đẹp như thế nào. Bởi vì để chuẩn bị cho cái dinh thự của chúng ta, Chúa đã làm 2.000 năm rồi. Khi suy nghĩ đến điều này, tôi nhớ quý bạn cho em nhớ, khi mà tạo dựng nên cái vũ trụ bao la mà tới bây giờ khoa học vẫn chưa khám phá hết đó, thì Chúa làm bao lâu? Chúa phán tiếng là có, phán tiếng là có, phán tiếng không có. Mà để chuẩn bị biệt thự cho quý bạn chị em trên thiên đàng, Chúa làm bao lâu rồi? 2.000 năm rồi. Tôi không thể không hình dung ra nó hoành tráng cỡ nào cho mọi người. Và nó phải nói theo từ Việt Nam là cực kỳ hoành tráng. Và đó là chỗ mà rồi ra quý bạn chị em và tôi mỗi người đều có một căn ở trên đó. Có người kể vui vui rằng ở dưới này không dâng hiến cho Chúa, lên trên thiên đàng ở chòi, chòi lá, ở thiên đàng không có chòi đâu. Cho nên xin Chúa
dùng điều này để khích lệ chúng ta. Bởi việc đặt đức tin nơi Chúa Giêsu rồi chúng ta biết được điều này. Bởi đức tin nơi Chúa Giêsu rồi tất cả chúng ta đều sẽ trở về nhà. Như tôi nói, trong hội thánh này có rất nhiều người tôi rất là trân quý và rất gần gũi. Và một trong những người đó khi về với Chúa tôi không có dịp để tiễn đưa. Thứ nhất là anh Trần Duy Nhượng, mới mình chỉ biết và gần đây là Mộng Diễm. Nhưng mà những người đó cũng như những con cái của Chúa đã được Chúa đem trở về nhà. Và họ đang ở trên căn nhà mà Chúa đang chuẩn bị. Người Việt mình nói chính xác rằng sống gửi thác về. Quý vị anh chị em nói sống thì gửi, gửi ở nước Úc này phải không? Thác về, về đâu? Về Việt Nam hả? Nếu mà sống gửi nước Úc mà thác về Việt Nam thì ai muốn thác? Thác về. Cái câu đó nó tiềm ẩn ở trong tâm thức chúng ta, nhưng mà nó cũng nói lên một cái chân lý. Đó là chúng ta sẽ trở về nhà ở trên thiên đàng. Sống gửi thác về. Về nhà trên thiên đàng. Hay về hồ lửa đời đời là tùy sự chọn lựa của mỗi người khi còn sống trên đất này. Quý bạn chị em có muốn trở về nhà hay là muốn đi xuống dưới đó? Để kết thúc tôi kể một câu chuyện rất là cảm động. Chuyện thật xảy ra ở bên Nam Mỹ, ở Brazil. Bà Maria, chồng bà qua đời từ khi con gái duy nhất của bà là Christina còn thơ. Và bà, người mẹ trẻ này đã từ chối tất cả những lời mời của những thanh niên khác để tiếp tục sống độc thân mà nuôi dưỡng con gái của mình. Căn nhà của bà rất là nghèo, nhỏ, đơn giản. Ở trong một khu phố ở ngoại ô ở quốc gia bóng đá Brazil. Nhưng khi Christina trưởng thành thì cô tiếp tục sống trong căn nhà ấy. Nhưng mà cô không muốn tiếp tục nữa, cho nên cô quyết định bỏ quê mà lên thành phố để đổi đời. Và cuộc sống ở thành phố không giống như cô mơ tưởng. Và nó đã quật ngã cô không thương tiếc. Bà Maria biết con gái của mình sẽ kiếm tiền bằng cách nào. Cho nên khi cô đã bỏ đi thì một thời gian bà quyết định đi tìm. Và bà gom số tiền dành dụm được. Và trước khi lên thủ đô để tìm con gái, bà ghé tiệm chụp hình và bà chụp rất là nhiều tấm hình của chính mình. Rồi sau đó đi đến thành phố tìm con. Bà đến các qua rượu, ba rượu, các khách sạn, các câu lạc bộ, tất cả mọi nơi mà những cô gái điếm, những cô gái ăn xương thường sinh sống lui tới, bởi vì bà biết rằng con của bà không có học, không có nghề, là chỉ có những nơi này mới có thể kiếm tiền thôi. Và tại mỗi nơi bà đi đó, bà đều dán cái tấm hình của bà ở trên cột, ở trên cửa, ở trên cổng, ở trong phòng tắm, ở trong phòng rửa mặt của những nơi, tất cả những nơi bà đến. Và cho đến một thời gian sau thì bà hết tiền và cũng hết hình. Nhưng mà vài tuần sau đó thì cô gái trẻ Christina một buổi sáng kia đang đi xuống cầu thang của một khách sạn. Mặt đầy vẻ mệt mỏi và đôi mắt của cô không còn nét trẻ trung nữa, nhưng đầy vẻ đau khổ và lo sợ. Và tiếng cười của cô cũng không còn nữa. Giấc mơ của cô đã trở thành cơn ác mộng. Và 1000 lần cô muốn được đổi chiếc giường ngủ đã không đếm hết được trong đời của mình khi lên thành phố để đổi lấy chiếc giường ọp ẹp tại căn, tại mấy nhà xưa. Nhưng mà làng quê của cô ở quá xa để cô có thể quay về. Và đang khi đi xuống cầu thang nấc cuối thì mắt cô chú ý thấy một gương mặt quen thuộc. Cô nhìn lại lần nữa thì vật kia ở trên tấm gương trong hành lang là tấm hình nhỏ của mẹ cô. Đôi mắt Christina nóng bỏng và với ngấn lệ và cổ cô nghẹn ngào đang khi bước xuyên qua căn phòng tiến tới bức ảnh nhỏ ấy. Cô gỡ bức ảnh ra và phía sau bức ảnh đó có một ghi một câu cảm động như thế này. Bất kể con đang làm những gì, bất kể con trở nên như thế nào, nó hoàn toàn không quan trọng, con hãy trở về nhà. Và cô Christina nà đã trở về nhà. Thưa quý bạn chị, Kinh Thánh đầy những bức hình của Chúa. Và Chúa cũng đang kêu gọi tất cả quý bạn chị em và tôi hãy trở về nhà. Trở về với Chúa.
bất cứ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, bất cứ chúng ta là con người như thế nào, điều đó không quan trọng đối với Chúa. Điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta quay trở lại với Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được làm con cái của Ngài và chúng ta được Chúa đang chuẩn bị một ngôi nhà. Tôi mời tất cả quý bạn chị em đứng lên. Và nếu ai chưa tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì quý vị chưa có danh sách ở, có tên ở trong danh sách mà Chúa đang chuẩn bị nhà trên đời. Quý vị muốn tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, hãy quay trở lại với Chúa. Hãy làm điều đó ngay hôm nay, bởi vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đất này. Chúng ta đến với Chúa. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được làm con cái của Ngài. Qua Chúa Giêsu, vì Ngài là đường đi, chân lý và sự sống mà chúng con có thể đến với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang chuẩn bị một ngôi nhà cho chúng con trên thiên đàng. Và Chúa sắp trở lại rồi để đem chúng con đi. Xin cho chúng con dùng lời này để khích lệ, để nhắc nhở chính mình, để chúng con không bối rối, không lo lắng, không bất an, nhưng con sống trong vui mừng, tràn đầy hy vọng. Bởi vì rồi ra biết rằng Chúa sẽ trở lại và đem chúng con về với Ngài. Con biết có những người chưa tiếp nhận Chúa, chưa có tên trong danh sách sự sống của chúng con, và chưa có tên trong danh sách những ngôi nhà mà Chúa đang chuẩn bị. Con cầu xin Chúa Thánh Linh làm việc mạnh mẽ trong lòng chị em con người đó, để thấy được tình trạng đang hư mất của mình mà mau chóng mở lòng tiếp nhận Chúa Thánh Giêsu ngay trong thời điểm hiện tại. Chúng con cảm ơn. Chúng con một lần nữa cảm ơn Chúa vì tình yêu thương và phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Kính mời quý bạn chị em ngồi. Cha nhân ái bước con về đây, xa chuồng chiên Ngài, con buồn tê tái, ngẩn ngơ đi mãi, thấy đâu bình an, vui thu nhân gian, toàn đem cay đắng, đường đi muôn lối, bước chân lẻ loi, phiêu bạt chân trời, bao ngày đèn tôi, lòng con tan nát, heo hon tạ tơi, đau buồn trăm mối, nói sao nên lời. Dừng bước hối tiếc những ngày cách xa nhà Chúa. Còn lo buồn đâu, còn đau đớn đồng xanh bát ngát, Chúa cho nghỉ yên bên những con chiên, cùng bầy thân mến được Ngài chăn dắt, biết bao là vui
con nguyện muôn đời không rời xa Chúa. Lạy Cha nhân ái bước con về đây, con về vui sống với chiên trong mây. Lạy Cha nhân ái bước con về đây, con về vui sống với chiên trong bầy.